phần một mùa âm dương nghi tuyết thảo tâm trí thành cầu đạo cầu bình an quả thực dâng lên tăng tăng trà quả thực dâng lên lòng tin con bái thỉnh nhớ chúa tiền linh xa gửi về
tiệc mẫu đệ tử con thỉnh ông làm cái ông về ông chứng đàn chứng phủ chứng đủ nô nhan chứng tâm cho tiểu tanh thân đồng con. Ngày hôm nay nhất một lòng trong một tẩu để bác thế ông ngồi bác đến ông ngừ đến hôm nay liên tiếp tuần lâm khánh hà đệ tử con có thuyết lập đàn riêng thỉnh phật chuyên kinh cung minh thánh giá tập phúc minh tường giải trưng vận hạn để nguyện cầu quốc thái dân an cầu phủ đường đạo pháp được hưng long gia môn các thánh lộc tài công danh được vượng tiến tư thời đàn như chỉnh quốc pháp sự thanh cương đệ tử cũng thỉnh đức ông trần triều tới anh linh ông về ông chứng đàn chứng tâm đại diện tâm đồng con đầu còn xanh tuổi còn trẻ nhưng nhất một lòng tòng một đạo phụng sự thánh cung thờ tại gia ăn tại hiệp nay ông về ông khai tâm điển tính để ông độ cho biểu tân đồng con được thông minh trí tuệ phụng sự đạo pháp được an khang hình được gia môn các thánh lộc tài công danh được vượng tiến ông cho các dây quyền sang tay ấn để kín thế độ dân trị bệnh trừ tà đi xa về gần nhân nhân ái mộ xuất hành thượng lộ được bình an lộc tài gia môn các thánh được đông quan nhan sang đạt tử như là ông thương ông độ a di đà phật. Ha, ta về khám đền khám phủ khám đủ vô nhang ba chữ đồng thầy đông quan nhan sang đệ tử ngày tám tiếng thắp đến theo đèn thờ ta ban khen ban thưởng cho ghế của ta thông minh sáng suốt hơn người để lối rõ thông đường ban khen ban thưởng cho các thanh đồng đạo quân già đang tiếng não trong thôn mà là tứ trụ cung văn tay quỳnh tay quế ha.